Chiến thần hắc ám. Chương 296, mau chóng lớn lên. Bốn chữ, phần tử nguy hiểm, kích thích mạnh đến đáy lòng Huỳnh Nhân, khiến đồng tử anh co rụt lại. Chuyện Liễu Yến Vân nhắc đến có lẽ là chuyện xảy ra ở Tháp Minh Châu, đồng ý hành dùng video được quay 5 năm trước để ép Liễu Phi Tuyết giao ra hạng mục xây dựng thành phố, trên đường trở về, lọt vào sự ám sát của sát thủ chuyên nghiệp. Những sát thủ đó rõ ràng là do Võng Lượng phái tới, nhưng cha vợ của anh lại không truy cứu căn nguyên, đẩy hết trách nhiệm trên đầu anh, sao Huỳnh Nhân có thể không tức giận được? Chắc chắn cậu cảm thấy rất khó hiểu đúng không? Rõ ràng cậu cũng là người bị hại, tại sao anh rể của tôi lại đẩy toàn bộ trách nhiệm lên đầu cậu? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Liễu Yến Vân nháy đôi mắt đào hoa xinh đẹp, nói. Thật ra ngay từ đầu tôi cũng không hiểu, sau đó tôi đã ngộ ra. Nói tới đây, biểu cảm của Liễu Yến Vân có chút quái lạ. Đây là chỗ hơn người của anh ấy, xuyên qua hiện tượng, nhìn thấu bản chất của sự việc. Ánh mắt Huỳnh Nhân kinh ngạc nhìn Liễu Yến Vân, vừa định hỏi cái gì, bỗng nhiên, mí mắt anh nhanh chóng giật giật, ngay sau đó ánh mắt trở nên chấn động. Ông ta đã sớm nhìn thấu. Đúng vậy. Lạc Yến Vân cười. Người bình thường đều sẽ trực tiếp tìm kiếm đầu sỏ gây tội, anh ấy lại cố tình làm theo cách trái ngược, trực tiếp tìm tới cậu, bởi vì, cậu chính là nguồn cơn của mọi tội ác. Phi Tuyết sẽ gặp phải sát thủ, cũng là do cậu liên lụy đến con bé. Nói đến phần sau, ánh mắt Liễu Yến Vân trở nên sắc bén như cây châm. Đối mặt với ánh mắt của cô ấy, cả người Huỳnh Nhân run lên, trái tim kinh hoàng. Là tôi, liên lụy đến cô ấy. Làm một người ba có nỗi hổ thẹn với con gái, đồng thời đã thề rằng cả đời này phải đối xử tốt với con bé, khiến con bé tha thứ cho mình, đột nhiên có một ngày ở tình huống mình không hiểu rõ, biết được con gái bảo bối của mình bị một người đàn ông vô dụng không đáng một xu làm bẩn, anh ấy sẽ có tâm trạng như thế nào? Giọng điệu Liễu Yến Vân bình thản. Cậu cũng đã trở thành ba, hẳn là có thể hiểu được loại tâm trạng này đúng không? Huỳnh Nhân ngồi trở lại trên sofa, đôi tay nắm chặt đầu tóc mình, đôi mắt trừng lớn. Anh chưa từng rối loạn giống giờ phút này, anh cũng có con gái, nếu Tiểu Như gặp phải loại chuyện này, vậy anh chắc chắn sẽ điên mất. Không có chúc phúc, không có tiếp nhận, chỉ có chán ghét hằn sâu. Liễu Yến Vân tiếp tục nói. Tên cướp, dê xồm vô sỉ, con cóc ghẻ, đây là những nhãn hiệu gắn với cậu ở trong lòng anh rể tôi. Huỳnh Nhân im lặng, Liễu Phi Tuyết sợ liên lụy anh. Thực tế, tại sao lại không phải là anh đang liên lụy đến Liễu Phi Tuyết đây? Mà vấn đề này, cho đến hôm nay mới được Huỳnh Nhân phát hiện. Từ khi nào, trong lòng anh có tự tin tuyệt đối mình có thể bảo vệ Liễu Phi Tuyết, nhưng bây giờ anh bắt đầu bị lung lay. Không phải không tự tin vào thực lực của chính mình, mà là sợ hãi Liễu Phi Tuyết, xuất thân của cô cao quý, nhưng khoảng cách với thế giới gió tanh mưa máu kia của anh còn rất xa. Sát thủ như lần trước, Liễu Phi Tuyết có thể chịu đựng mấy lần? Trong tương lai, cô có thể vì lo lắng cho tính mạng của anh với con gái mà một lần nữa tránh mình xa hơn không? Không có dấu hiệu, cơ thể Huỳnh Nhân run rẩy một chút, đây là một sự bế tắc, không có đáp án. Bây giờ cậu biết tại sao tôi lại đến đây rồi chứ? Ánh mắt Liễu Yến Vân thâm thúy. Sự nhẫn nại của anh rể tôi với cậu là có mức độ, tình cảm của cậu và Phi Tuyết còn có một đoạn đường dài phải đi, thứ có thể chia rẽ hai đứa có rất nhiều. Lời này rất khắc nghiệt. Nhưng hiện thực luôn tàn nhẫn. Huỳnh Nhân im lặng thật lâu, từ đáy lòng cảm ơn Liễu Yến Vân. Cảm ơn cô. Không cần cảm ơn tôi, tuy rằng trong gia tộc họ Liễu ở thành phố Yên Lăng, tôi không phải người quan trọng gì, nhưng năng lực khuyên can Liễu Nhược Ngu vẫn phải có. Liễu Yến Vân xua tay, nói. Người cậu cần cảm ơn là Minh Tuyết, là con bé không lùi bước ở bên cậu, con bé là lớp áo giáp cuối cùng của cậu, cậu phải giữ thật chặt trái tim con bé. Vẻ mặt Huỳnh Nhân nghiêm trọng, Liễu Yến Vân nói là, khuyên can, mà không phải ngăn cản. Điều này ý nghĩa rằng Liễu Yến Vân cũng không có năng lực ngăn cản Liễu Nhược Ngu, chỉ có thể lựa lời khuyên bảo. Liễu Yến Vân nhìn Huỳnh Nhân một cái, bỗng nhiên thở dài. Phi Tuyết, đứa nhỏ này, thật ra chuyện gì cũng biết, nhưng con bé vĩnh viễn không nói ra, chỉ cần biết rằng cậu không có chuyện gì, con bé đã yên tâm rồi. Sắc mặt Huỳnh Nhân khẽ thay đổi. Nói như vậy. Cô đến Minh Châu, cũng là Phi Tuyết. Sốt của cậu cũng nhận ra được. Liễu Yến Vân thở dài. Toàn bộ gia tộc họ Liễu ở thành phố Yên Lăng đều hy vọng con bé xảy ra chuyện. Con bé cũng đã chuẩn bị cả đời không bước vào Yên Lăng một bước. Nhưng bởi vì cậu, con bé không tiếc hạ mặt mũi xuống tìm tôi xin giúp đỡ.
cháu gái khó lắm mới nói chuyện với tôi, người làm gì này lý nào lại không trợ giúp. Huỳnh Nhân nghe xong, thật lâu không nói nên lời. Rốt cuộc anh cũng hiểu được, lần đó bác Liễu nói xong lời tàn nhẫn, Yên Lăng bên kia lại chậm chạp không có hành động, không phải nhà họ Liễu ở thành phố Yên Lăng buông lời hung ác xuống, mà là Liễu Phi Tuyết đã lén liên hệ Liễu Yến Vân lại ngăn cản Liễu Nhược Ngu. Phi Tuyết, anh nhẹ nhàng nói nhỏ tên của Liễu Phi Tuyết, trong lòng xúc động. Liễu Yến Vân cũng tự giễu cười. Đứa cháu gái này của tôi cái gì cũng tốt, chỉ là cứng đầu cứng cổ, chuyện và người con bé đã quyết định, chín con trâu cũng không kéo nổi, thật là một đứa ngốc. Tôi không hối hận đi theo anh ấy. Đúng lúc này, một giọng nói thanh lãnh, bình tĩnh từ trên tầng truyền đến. Huỳnh Nhân và Liễu Yến Vân đều ngẩng đầu nhìn, Liễu Phi Tuyết đứng ở cửa cầu thang tầng 2, ánh mắt bình tĩnh nhìn bọn họ. Phi Tuyết, vẻ mặt Huỳnh Nhân thay đổi, thiên ngôn vạn ngữ cũng không sánh bằng tên cô. Liễu Yến Vân sửng sốt, sau đó thoải mái cười. Dì chưa bao giờ tin tưởng thứ chó má như tình yêu, còn không đáng giá bằng 2 đồng trong túi, nhưng nhìn thấy hai người, tôi nguyện ý tin tưởng vào tình yêu thêm lần nữa. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, tôi cũng không quấy rầy hai đứa nghỉ ngơi, nhớ kỹ lời nói vừa nãy của tôi. Nói xong, cô ấy đứng lên, quay đầu lại nhìn Huỳnh Nhân một cái, sau đó đeo túi xách rời đi. Lúc đi qua bên người Huỳnh Nhân, cô ấy cố ý tạm dừng một chút, nói với Huỳnh Nhân một câu, nói xong bước từng tức rời đi, đeo đôi giày cao gót màu đỏ vào, ngân nga giai điệu không biết tên rời đi. Dì ấy nói gì với anh thế? Liễu Phi Tuyết đi từ cầu thang xuống, hỏi. Huỳnh Nhân lấy lại tinh thần, không nói gì, chỉ đi đến trước mặt Liễu Phi Tuyết, đột nhiên ôm chặt cô vào trong lồng ngực. Liễu Phi Tuyết lập tức mở to hai mắt nhìn, lúc đầu kháng cự một chút, sau đó mặc kệ Huỳnh Nhân ôm. Bởi vì cô có thể cảm nhận được Huỳnh Nhân ôm cô rất chặt, giống như muốn ép cô vào trong cơ thể của anh vậy. Mọi âm thanh yên tĩnh, cảnh này như kéo dài vĩnh hằng. Lời của Liễu Yến Vân nói với Huỳnh Nhân rất đơn giản. Chàng trai à, mau chóng trưởng thành đi. Ôm tình cảm dịu dàng trong lòng, khóe miệng Huỳnh Nhân hơi nhếch lên. Đã trưởng thành, công chúa điện hạ xinh đẹp vĩnh viễn sẽ không lẻ loi một mình, kỵ sĩ của nàng cuối cùng sẽ có một ngày đến bên nàng. Lúc ấy, rẽ mây nhìn mặt trời, ánh mặt trời chiếu sáng cả đất trời. Chương 297, đánh cuộc thắng bại. Sáng sớm hôm sau, Huỳnh Nhân và Liễu Phi Tuyết đưa Tiểu Như đi nhà trẻ, sau đó cùng đi tòa nhà quốc tế. Trước kia khi quan hệ của hai người không công khai, vì để không bị đồn đãi vớ vẩn, Huỳnh Nhân và Liễu Phi Tuyết đều một trước một sau cách nhau 100 mét đi vào tòa nhà quốc tế. Bây giờ quan hệ đã được công khai, cả tòa nhà lớn đều biết chồng Liễu Phi Tuyết là Huỳnh Nhân, hai người cũng không cần phải che giấu, cùng nhau vào tòa nhà. Bốn phía đều là ánh mắt kinh ngạc, hoặc hâm mộ, nhóm những nữ nhân viên công chức đều thổn thức không thôi. Cảm thán tình yêu của Huỳnh Nhân và Liễu Phi Tuyết rất giống phim thần tượng yêu đương ngọt ngào trong ngày mùa hè, nhóm nam nhân viên công chức đều hâm mộ Huỳnh Nhân, được Tổng Giám Đốc Liễu Gia Tài Bạc Triệu nhìn chúng, đỡ phấn đấu một đời. Huỳnh Nhân và Liễu Phi Tuyết làm lơ những ánh mắt đó, tách ra đi thang máy, xoay người đi vào văn phòng trên tầng cao nhất. Mã Bách Điền và Thiên Việt Bân đã chờ sẵn, nói tình huống cho Huỳnh Nhân nghe. Tôi đã hoàn toàn dựa theo chỉ thị của Ngài Huỳnh, dưới tình huống bị Mã Khả Phong phát hiện. Phái nhiều người theo dõi sinh hoạt của cậu ta 24 giờ trên 7. Trước mắt, Mã Khả Phong đã gặp mặt một vị đại cổ đông của tập đoàn Cự Phong, cũng được người đó ủng hộ. Thiên Việt Bân nói xong, lau mồ hôi lạnh trên đầu, khuôn mặt tràn đầy lo lắng. Ngài Huỳnh, Mã Khả Phong này cũng là một nhân vật, lúc này mới một ngày đã được đối phương ủng hộ, chúng ta cần làm gì đó hay không? Anh ta cảm thấy biện pháp này là ngồi chờ chết. Huỳnh Nhân cười nhạt. Không trả lời mà nhìn về phía Mã Bách Điền, hỏi. Sau khi người của anh bị phát hiện, Mã Khả Phong có phản ứng như thế nào? Ngay từ đầu cậu ta cũng không để ở trong lòng, còn châm chọc người của tôi, nhưng sau khi phát hiện chúng ta bắt đầu giám thị, rõ ràng cậu ta đã bắt đầu luống cuống, không chỉ có xua đuổi, còn tránh ở tập đoàn Cự Phong không ra mặt. Phải không? Nụ cười của Huỳnh Nhân càng sâu. Nói như vậy. 11 ngày sau cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của anh ta đều ở tập đoàn Cự Phong, ngay cả nhà họ Mã cũng không trở về. Đúng vậy, Ngài Huỳnh. Mã Bách Điền nghiêm mặt nói. Mã Khả Phong sợ người của tôi lấy phiếu bầu ủng hộ cậu ta, cho nên trốn vào tập đoàn Cự Phong, ở nhà họ Mã địa vị của cậu ta cũng không cao, cho nên nhà họ Mã sẽ không trọng tâm bảo hộ Mã Khả Phong, như vậy không bằng trốn tập đoàn Cự Phong 24 giờ đều có bảo vệ, đây là ảnh chụp.
Nói xong, Mã Bách Điền đưa mười mấy bức ảnh mới vừa được in ra. Trong ảnh chụp, Mã Khả Phong nghi thần nghi quỷ ngồi ở vị trí chủ tịch, ánh mắt kinh hoàng không thôi. Được lắm. Huỳnh Nhân tán thưởng một câu, năng lực và đầu óc bình tĩnh phân tích của Mã Bách Điền đều là những thứ anh coi trọng. Chỉ là anh ta vẫn không đoán được suy nghĩ trong lòng Huỳnh Nhân. Tăng thêm tác động, làm Mã Khả Phong càng phiền càng tốt. Huỳnh Nhân mệnh lệnh nói. Vâng. Mã Bách Điền và Thiên Việt Bân đang muốn rời đi văn phòng, bỗng nhiên, điện thoại của Mã Bách Điền lại vang lên. Mã Bách Điền vừa thấy, lập tức nhăn mày lại. Huỳnh Thiên Sinh, là Mã Khả Phong gọi tới. Xem ra anh ta đã tức giận đến không được. Huỳnh Nhân cười nhạt. Nhận đi, mở loa ngoài. Mã Bách Điền gật đầu, ấn xuống nút nghe, mở loa ngoài. Mã Bách Điền, anh được lắm, lại ngấm ngầm giở trò với tôi. Có phải biết chính mình không có khả năng thắng được nên mới kêu người của anh dám thì tôi 24 giờ, nhân lúc tôi chưa kịp chuẩn bị, cướp đi những phiếu bầu này. Trong điện thoại, Mã Khả Phong vừa gọi được đã chửi ầm lên, tức giận đến mức Huỳnh Nhân có thể nghe rõ tiếng hít thở dồn dập. Mã Bách Điền rất tức giận, đang muốn lên tiếng đáp lại, Huỳnh Nhân lại cười nhạt, duỗi tay, Mã Bách Điền lập tức đưa điện thoại qua. Ông chủ Mã, sáng sớm tinh mơ đã tức giận thành như vậy không tốt đâu. Phải chú ý thân thể chứ. Huỳnh Nhân cười ha hả nói. Nghe thấy giọng nói của Huỳnh Nhân, Mã Khả Phong bên kia điện thoại sửng sốt một chút, ngay sau đó giọng nói càng thêm có vẻ tức muốn hộc máu. Huỳnh Nhân, thế mà là mày, tao hiểu rồi, chắc chắn là mày bảo Mã Bách Điền làm như vậy, đúng không? Đúng thì như thế nào? Huỳnh Nhân cũng không giấu giếm, quang minh lỗi lạc thừa nhận, cười ha hả. Chúng ta đánh cuộc, không nói dùng thủ đoạn gì, tôi bảo người dám thì anh thì sao? Mày! Mã Khả Phong tức giận đến ngứa răng, nói chuyện cũng không lưu loát. Được rồi, xem như mày lợi hại. Nhưng tao khuyên mày đừng uổng phí sức lực, bởi vì mày không có khả năng cướp đi phiếu bầu từ tay tao đâu. Giọng điệu son sắt của Mã Khả Phong làm Huỳnh Nhân coi trọng anh ta vài phần, nhưng vẫn thong dong nói. Được, vậy anh phải bảo vệ đống phiếu bầu không dễ lấy được đó của anh thật tốt, đừng để cuối cùng thành áo cưới cho tôi. Nói xong, tùy tay cúp điện thoại. Trả lại cho Mã Bách Điền. Ngài Huỳnh, muốn tôi đi điều tra một chút không? Mã Khả Phong chắc chắn như vậy nhất định có bí quyết gì đó. Sắc mặt Mã Bách Điền âm trầm nói. Không cần thiết. Huỳnh Nhân lại xua tay, chẳng hề để ý nói. Anh chỉ cần làm tốt một chuyện, mỗi ngày báo cáo hành động của Mã Khả Phong cho tôi là được rồi. Mã Bách Điền gật đầu, sau đó rời khỏi văn phòng cùng với Thiên Việt Bân. Ra văn phòng, Thiên Việt Bân còn đang cân nhắc Huỳnh Nhân kế hoạch. Rốt cuộc ngài Huỳnh có biện pháp gì đây? Trong văn phòng, Huỳnh Nhân cười nhạt. Biện pháp này, mỗi người đều có thể nghĩ đến, chỉ xem có gan làm hay không thôi. Mấy ngày tiếp theo, Mã Bách Điền và Thiên Việt Bân mỗi ngày đều báo cáo tình huống của Mã Khả Phong cho Huỳnh Nhân. Mã Khả Phong đã đạt được phiếu bầu của 8 vị cổ đông. Mã Khả Phong được phiếu bầu từ 11 vị cổ đông, khoảng cách toàn phiếu, chỉ còn một vị. Mã Khả Phong mua một tủ kim loại có mật mã. Đặt phiếu bầu vào bên trong, mật mã chỉ có chính ông ta biết. Sau khi Mã Bách Điền báo tin tức này xong, sắc mặt của anh ta cũng trở nên khó coi. Mã Khả Phong đã được đến toàn bộ phiếu bầu của cổ đông, hơn nữa còn mua tủ mật mã, tình huống đã trở nên rất nghiêm trọng. Kế tiếp, chỉ cần chờ thời gian kết thúc là có thể toàn thắng, không chỉ ngồi ổn vị trí chủ tịch, còn có thể được đến tập đoàn lệ tinh của Liễu Phi Tuyết. Ngài Huỳnh, chúng ta lập tức hành động thôi, không thể ngồi chờ chết nữa. Trên mặt Mã Bách Điền là vẻ sốt ruột, tuy rằng trong lòng anh ta vẫn tin tưởng Huỳnh Nhân, nhưng cục diện đã biến thành như vậy, anh ta không thể không nôn nóng. Huỳnh Nhân vẫn là bộ dáng không nhanh không chậm, nhàn nhạt nói. Không vội, còn có thời gian. Mã Bách Điền lập tức khẩn trương, đang muốn nói chuyện, điện thoại lại vang lên, vẫn như cũ là Mã Khả Phong gọi tới. Huỳnh Nhân vươn tay ra, Mã Bách Điền chần chờ một chút, vẫn đưa điện thoại di động cho Huỳnh Nhân. Ha ha. Huỳnh Nhân, tôi còn tưởng rằng kế tiếp cậu sẽ có hành động gì chứ không nghĩ tới lại là sấm to mưa nhỏ, thùng rỗng kêu to, chỉ là tìm người dám thì tôi. Điện thoại vừa kết nối, tiếng cười to của Mã Khả Phong đã truyền tới. Dám thì có ích lợi gì, dám thì có thể giúp cậu được phiếu bầu sao? Bây giờ ta đã được 11 vị cổ đông ủng hộ, hơn nữa bỏ phiếu bầu vào tủ mật mã rồi, cho dù bị cậu lấy đi cậu cũng không mở được tủ mật mã, ha ha ha, cậu thua chắc rồi.
Mã Khả Phong cười nhạo khiến Mã Bách Điền và Thiên Việt Bân đều cảm thấy tức giận, Huỳnh Nhân lại cười nhạt, giọng điệu bình đạm. Phải không? Nếu tôi có biện pháp lấy được phiếu bầu từ chỗ của anh thì sao? Chương 298, người thắng làm vua. Sau khi lời nói Huỳnh Nhân bình thản, mang theo ngữ khí trào phúng vừa ra, tiếng cười đầu bên kia điện thoại lập tức im bặt, Mã Khả Phong nháy mắt không có sức sống. Phản ứng đầu tiên của anh ta là Huỳnh Nhân có biện pháp lấy được tủ mật mã của anh ta, hơn nữa có thể mở ra mật mã, lập tức hoảng sợ. Nhưng sau đó, anh ta lại lần nữa cười ra tiếng. Đừng uổng phí sức lực, tủ mật mã này dùng kỹ thuật nóng chảy tiên tiến, nước lửa không hỏng, bản thân nó rất cứng chắc, bom cũng không nổ được, cậu không phá được đâu. Ở trong mắt anh ta, cách của Huỳnh Nhân đơn giản là dùng ngoại lực mạnh mẽ phá vỡ mật mã dương. Khóe miệng Huỳnh Nhân lại nhếch lên, gợi lên một nụ cười hài hước. Ai nói tôi muốn phá hỏng tủ mật mã, ý của tôi là, tôi sẽ thần không biết, quỷ không hay lấy đi phiếu bầu trong tủ mật mã của anh. Cái gì? Lời này vừa nói ra, không chỉ Mã Khả Phong khiếp sợ, mà Mã Bách Điền và Thiên Việt Bân cũng không thể tưởng tượng được nhìn Huỳnh Nhân, không nói nên lời. Trước không nói đến dùng biện pháp gì lấy được tủ mật mã của Mã Khả Phong, cho dù lấy được rồi, không có mật mã, sao có thể lấy ra đồ trong đó được? Chẳng lẽ, trên đời thật sự có kỹ thuật thần kỳ cách không lấy vật? Không thể nào, mày đừng lừa tao. Lấy lại tinh thần, Mã Khả Phong lập tức hét lớn một tiếng. Giọng điệu hung ác, tao chỉ còn thiếu một phiếu bầu là có thể toàn thắng, đến lúc đó, không chỉ mày sẽ hai bàn tay trắng, ngay cả công ty của vợ mày cũng sẽ về sở hữu của tao, ha ha ha. Phải không, vậy chúng ta chờ xem. Huỳnh Nhân cười khẩy một tiếng, cúp điện thoại. Tiếp nhận di động, Mã Bách Điền vừa rồi còn nôn nóng bất an bỗng nhiên bình tĩnh lại, im lặng hồi lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Huỳnh Nhân. Ngài Huỳnh, ngài thật sự có biện pháp chuyển bại thành thắng sao? Đương nhiên. Huỳnh Nhân thong dong cười. Theo tôi lâu như vậy còn không hiểu tôi sao? Nếu không phải cục diện tất thắng tôi sẽ không khoác lác. Tinh thần Mã Bách Điền hoảng hốt, nhớ lại quá khứ, cục diện nào ngài Huỳnh gặp phải đều tất thắng. Tất cả mọi người đều chờ xem anh bị chế nhạo, cuối cùng người bị chê cười ngược lại là bọn họ. Lần này cũng sẽ giống vậy sao? Huỳnh Nhân đứng dậy, đi đến cửa sổ sát đất, nhìn xuống toàn bộ tòa nhà quốc tế. Nhiệm vụ của hai người hoàn thành, tiếp theo chính là chờ kỳ hạn đến, hai người cùng tôi đi Giang Thành là được. Mã Bách Điền và Thiên Việt Bân nghi ngờ nhìn nhau, vẫn lựa chọn tin tưởng Huỳnh Nhân. Vâng, thưa ngài Huỳnh. Ở dưới ánh nhìn chăm chú kinh ngạc của hai người, Huỳnh Nhân lấy di động ra, gọi một cuộc điện thoại, nhẹ nhàng nói một câu. Có thể hành động. Ngày tháng trôi qua thật sự nhanh, nháy mắt đã đến kỳ hạn của lần đánh cuộc này. Buổi sáng. Huỳnh Nhân vẫn nhàn nhã uống cà phê, ăn cơm trưa với Liễu Phi Tuyết, lúc này mới chậm chạp đi cùng Thiên Việt Bân và Mã Bách Điền đến tập đoàn Cự Phong ở Giang Thành. Trên đường đi, khuôn mặt Thiên Việt Bân và Mã Bách Điền u sầu, Mã Bách Điền lái xe, bởi vì quá mức lo lắng mà lòng bàn tay ra đầy mồ hôi. Đừng lo lắng, lần đánh cuộc này tôi chắc chắn thắng. Huỳnh Nhân ngồi ở phía sau cười nhạt, an ủi nói. Mã Bách Điền miễn cưỡng cười, lau mồ hôi lạnh trên đầu. Nói không lo lắng là nói dối, trong 12 ngày này, Huỳnh Nhân không làm gì cả, việc duy nhất là cho người trắng trợn táo bạo theo dõi, lại không hành động mang tính thực tế gì cả, đây là lần đầu tiên từ lúc bọn họ theo Huỳnh Nhân tới nay, nghi ngờ mệnh lệnh của Huỳnh Nhân. Nhưng khoảng cách cuộc đánh cuộc kết thúc chỉ còn không đến một tiếng, tới mức này rồi, bọn họ bất chấp bất cứ giá nào cũng phải cùng tiến cùng lùi với Huỳnh Nhân. Rất nhanh, xe đã đi tới dưới lầu của tập đoàn Cự Phong, vẫn là vị nữ thư ký thướt tha kia. Đưa ba người Huỳnh Nhân vào văn phòng chủ tịch. Lúc này, Mã Khả Phong đang cười tủm tỉm ở ghế dựa, thấy Huỳnh Nhân ba người lại đây, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sán lạn. À, đây không phải, Tổng Giám Đốc chấp hành ngài Huỳnh sao, được đến sự ủng hộ của cổ đông rồi. Lông mày Mã Bách Điền nhếch lên, đang muốn tức giận răn dậy, lại bị Huỳnh Nhân giơ tay ngăn lại. Trên mặt anh nở một nụ cười thong dong, nhẹ lắc đầu. Không có. Một phiếu cũng không có, tất cả phiếu đều ở trong tay anh. Hóa ra cậu còn có thể nhận rõ sự thật à? Mã Khả Phong nhìn về phía Huỳnh Nhân với ánh mắt tràn ngập châm chọc. Vậy cậu còn dám đến đây? Giọng nói Mã Khả Phong nháy mắt đề cao lên quãng tám, cả người cũng từ ghế dựa đứng lên, căm tức nhìn Huỳnh Nhân. Một phiếu cũng không có mà dám đánh cuộc với tôi. Tôi khuyên cậu nên nhân lúc còn sớm chuẩn bị tốt phần giấy tờ chuyển nhượng công ty của vợ cậu đi.
Huỳnh Nhân vẫn không tức giận, rót cho mình một chén trà nóng. Đừng nóng vội, không phải còn chưa tới giờ sao. Hơn nữa theo tôi được biết, trước mắt anh cũng chỉ được phiếu bầu của 11 vị cổ đông, còn có một vị không lấy được, không phải à? Ha ha! Nghe xong lời của Huỳnh Nhân, nụ cười lạnh trên mặt Mã Khả Phong càng sâu. Xem ra cậu là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tiếp theo, anh ta vung tay lên, khí phách hăng hái nói. Nói cho cậu biết, một vị cổ đông cuối cùng tôi đã hẹn trước với người đó, chọn 5 giờ rưỡi tiến hành bỏ phiếu, đây chính là món quà tôi cố ý để lại cho cậu, để cậu và thằng ngu Mã Bách Điền kia tới chứng kiến khoảnh khắc tôi bước lên vị trí chủ tịch đại vĩ đại. Bộ dáng không kiêng nể gì này hoàn toàn chọc giận Mã Bách Điền, anh ta nắm chặt tay, giận mà không dám nói gì. Huỳnh Nhân vẫn nhẹ nhàng thổi trà nóng. Được. Leng keng. Lúc này, cửa văn phòng mở ra, giọng nữ thư ký truyền đến. Tổng giám đốc Mã, vị cổ đông cuối cùng tới rồi. Mã Khả Phong lập tức đứng lên. Mau mời vào. Rất nhanh, một người đàn ông trung niên đeo kính râm mặc tây trang đi đến, ngồi xuống trước mặt Mã Khả Phong. Trên mặt anh ta đầy trào phúng. Thấy không, ông ấy chính là vị cổ đông cuối cùng. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Mã Bách Điền và Thiên Việt Bân nháy mắt tái nhợt như tờ giấy, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, xong rồi. Người trung niên mặc tây trang kia đưa phiếu bầu của mình cho Mã Khả Phong, không rời đi, mà bỗng nhiên nói. Tổng giám đốc Hồ, những phiếu bầu này để tôi giao cho Lão Hàn, có vấn đề gì không? Mã Khả Phong nhíu mày, nhưng vẫn đồng ý. Vậy được. Sau đó, anh ta giữ tợn nhìn Huỳnh Nhân một cái, làm cho trước mặt mọi người, mở ra tủ mật mã, lấy ra 11 tờ phiếu bầu ở bên trong. Sắc mặt của Mã Bách Điền và Thiên Việt Bân khó coi vô cùng, lúc này thật sự không có hy vọng nữa. Người trung niên mặc tây trang cầm 11 tờ phiếu bầu rời đi. Làm xong những chuyện này, Mã Khả Phong lập tức đi đến trước mặt Huỳnh Nhân, trong mắt sắc lạnh. Thế nào, Huỳnh Nhân, cậu còn có cái gì để nói? Tôi không có gì để nói, chờ Lão Hàn tới, lại quyết định ai thắng thắng thua đi. Huỳnh Nhân vẫn uống trà nóng, cười tủm tỉm nói. Mã Khả Phong ngạc nhiên, không nghĩ tới đến lúc này, Huỳnh Nhân còn thong dong như vậy, trên mặt càng lạnh lùng. Được, vốn dĩ tôi còn nghĩ, chính cậu nhận thua tôi còn có thể cho cậu giữ lại chút mặt mũi, nếu chính cậu không cần vậy đừng trách tôi, chờ Lão Hàn tuyên bố, không chỉ là cậu, còn có vợ của cậu, Liễu Phi Tuyết, đều sẽ hai bàn tay trắng, lưu lạc đầu đường. Huỳnh Nhân hơi mỉm cười, không đáp lại. Rất nhanh, Lão Hàn chống một cây quải trượng quý tộc đi tới. Mã Khả Phong lập tức hưng phấn lên đón. Lão Hàn, mau tuyên bố kết quả đánh cuộc đi. Lão Hàn nhìn hắn một cái, gật đầu, bắt đầu tuyên bố. Trận đánh cuộc này. Mắt thấy kết quả sắp công bố, Mã Bách Điền và Thiên Việt Bân lo lắng khẩn trương, thậm chí không dám nghe. Ánh mắt Lão Hàn nhìn về phía Mã Khả Phong, đột nhiên lại chuyển đến trên người Huỳnh Nhân đang ung dung uống trà. Huỳnh Nhân thắng cuộc. Chương 299, xoay chuyển đại cục. Giây phút Lão Hàn tuyên bố thắng bại, toàn bộ văn phòng đều trở nên im lặng, chỉ có giọng nói vang dội kia, một lần lại một lần quanh quẩn trong không gian. Chuyện này, sao có thể? Nụ cười trên mặt Mã Khả Phong còn chưa tan đi, biểu tình lập tức trở nên cứng đờ, không thể tưởng tượng lẩm bẩm nói. Mã Bách Điền và Thiên Việt Bân cũng sững sờ tại chỗ, kinh ngạc nói không nên lời. Kết quả Lão Hàn tuyên bố ngoài dự đoán của mọi người, thế mà không phải Mã Khả Phong, là Huỳnh Nhân. Lấy lại tinh thần, Mã Khả Phong vội vàng vò tới trước mặt Lão Hàn, bắt lấy tay ông. Lão Hàn, có phải nhầm lẫn chỗ nào rồi đúng không? Toàn bộ phiếu bầu của cổ đông đều là của tôi mới đúng, tại sao người thắng lại biến thành cậu ta rồi? Giọng điệu anh ta nôn nóng, thậm chí còn hơi có chút tức giận, bởi vậy có thể thấy được, anh ta phải kìm nén lửa giận để nói chuyện với Lão Hàn như nào. Nếu là những người khác, chỉ sợ anh ta đã sớm bùng nổ. Lão Hàn lạnh nhạt nhìn hắn một cái. Không tính sai, người thắng là Huỳnh Nhân. Không thể nào, ông Thiên Vị. Một câu này trực tiếp làm Mã Khả Phong đánh mất lý trí, hét lên với Lão Hàn. Toàn bộ đánh cuộc dù thế nào cũng đều là tôi chiếm phần thắng, ngay cả phút cuối cùng cũng là tôi gom đủ tất cả phiếu bầu, ông lại tuyên bố cậu ta thắng lợi, đây không phải Thiên Vị thì là cái gì? Láo xược. Ánh mắt Lão Hàn lập tức trở nên lạnh lùng, nói. Hàn chính thiên tôi công chính thanh liêm, sao lại làm loại việc ngu dốt như thế? Thế tại sao tôi? Nghe vậy, Mã Khả Phong lớn tiếng, cắn răng nói. Trước đó tôi nhắc nhở cậu,
vĩnh viễn không nên xem thường bất cứ kẻ nào, là cậu không coi lời nói của tôi ra gì. Lão Hàn lạnh nhạt nhìn anh ta một cái. Trước đó cậu thật sự làm rất tốt, nhưng phút cuối cùng lại lơi lỏng, chủ quan. Nhân lúc, lời nói của Lão Hàn làm đồng tử Mã Khả Phong co rút, theo bản năng quay đầu lại, không biết làm sao nhìn Huỳnh Nhân một cái. Thiên Việt Bân và Mã Bách Điền bên cạnh cũng nghiêm mặt, nhịn không được nhìn về phía Huỳnh Nhân. Ngài Huỳnh, rốt cuộc chuyện này là như thế nào, ngài nói cho chúng tôi biết đi. Bọn họ nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra đây là chuyện gì. Lúc này, Huỳnh Nhân vừa đem ly trà nóng uống cạn, từ từ đứng dậy. Được, để tôi nói cho mọi người nghe kết quả của toàn bộ chuyện này. Anh cười thong dong, đi đến trước mặt Mã Khả Phong, ánh mắt châm chọc làm anh ta nhịn không được lùi về phía sau một bước. Cậu muốn làm gì? Huỳnh Nhân không trả lời, chỉ nghiêng người nhìn anh ta. Anh sẽ không thật sự cảm thấy cổ động của tập đoàn Cự Phong có 12 người đấy chứ? Ý của cậu là gì? Sắc mặt Mã Khả Phong thay đổi, nhìn anh. Huỳnh Nhân không nói lời nào, chỉ nhếch miệng cười lạnh, lẳng lặng nhìn anh ta. Đột nhiên, cửa văn phòng mở ra, người trung niên mặc tây trang vừa nãy lại lần nữa đi đến, đem toàn bộ phiếu bầu giao cho Huỳnh Nhân, sau đó không nói một lời đứng ở phía sau. Huỳnh Nhân cũng không thèm nhìn, trực tiếp đặt những phiếu bầu này lên trên bàn, quay đầu lại nhìn về phía Hàn Chính Thiên. Như vậy được chưa? Hàn Chính Thiên không nói gì, chỉ gật đầu, ánh mắt sâu xa đánh giá Huỳnh Nhân, lòng dạ của người thanh niên ngay két ông ta cũng không nhìn thấu. Cậu, ông ta, vị cổ đông thứ 12 vị quay lại, đưa toàn bộ số phiếu bầu mà anh ta hao phí 12 ngày, cực khổ siêu tập được cho Huỳnh Nhân, hành động này đã kích thích mạnh đến Mã Khả Phong, anh ta không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn. Kết hợp với lời nói trước đó của Huỳnh Nhân, Mã Khả Phong mới phản ứng lại, đồng tử co rút. Chẳng lẽ ông ta là giả? Bây giờ mới ý thức được à? Vẻ mặt Huỳnh Nhân nghiền ngẫm nói. Đúng vậy, vốn không vị cổ đông thứ 12, số lượng cổ đông cũng chỉ có 11 vị mà thôi. Oanh! Lời này vừa nói ra, sắc mặt Mã Khả Phong nháy mắt trở nên tái nhợt, cả khuôn mặt đều đang run rẩy. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Mã Khả Phong đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Hàn Chính Thiên. Không phải ông nói cổ đông có 12 vị sao? Sắc mặt Hàn Chính Thiên lạnh nhạt, nhìn kẻ thất bại cuồng loạn này. Ai nói cho cậu số lượng cổ đông? Vẫn luôn là cậu tự nguyện tin. Mã Khả Phong cẩn thận nhớ lại một chút, thật sự không có người nào nói rốt cuộc có bao nhiêu cổ đông. Nháy mắt, cả người anh ta run lên. Chẳng lẽ, từ lúc bắt đầu? Đúng vậy, từ lúc bắt đầu tôi đã tính kế anh, vốn tưởng rằng anh sẽ chú ý tới, không nghĩ tới anh quá mức tự phụ, xem nhẹ điểm này. Giọng điệu của Huỳnh Nhân thản nhiên. Anh ta sẽ thất bại, xét đến cùng là do ngay từ đầu anh ta đã lấy được thông tin sai lầm. Cũng không thể nói tin tức của anh ta sai lầm, bởi vì tập đoàn Cự Phong là do Bác Dương sáng lập, trong lúc Thẩm Thanh Vân tiến hành chuyển nhượng vị trí chủ tịch đã giao toàn bộ tin tức cần thiết cho Huỳnh Nhân. Nhóm thành viên cổ đông đầu tiên chỉ có 11 người, là Huỳnh Nhân cố ý thả ra tin tức sai lầm, khiến Mã Khả Phong cho rằng có 12 người. Mà toàn bộ chuyện này đều là lót đường để anh sắp xếp. Người thứ 12, lên sân khấu. Hiểu rằng từ lúc bắt đầu đã bị lừa, sắc mặt Mã Khả Phong tái nhợt, cái trán đổ mồ hôi như mưa, cơ thể run rẩy mạnh mẽ. Mã Bách Điền và Thiên Việt Bân cũng không thể tin được nhìn Huỳnh Nhân, sâu trong đôi mắt hiện lên sự hoảng sợ phát ra từ tận đáy lòng. Chả trách ngài Huỳnh lại trở về Minh Châu, trong khoảng thời gian này cũng không giống như người không có việc gì, bận việc riêng của mình. Bởi vì, kết cục đã định, còn lại tất cả. Mã Khả Phong sẽ thay anh làm việc, anh chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là được. Ánh mắt Huỳnh Nhân ánh mắt bình thản nhưng cho người ta một loại cảm giác áp bách từ sâu trong linh hồn, dưới loại ánh mắt này, Mã Khả Phong có cảm giác không thể che giấu. Biết tại sao tôi không làm cái gì, chỉ để Mã Bách Điền phái người trắng trợn táo bạo theo dõi anh chưa? Anh hỏi thản nhiên. Mã Khả Phong không nói gì, chỉ hoảng sợ nhìn Huỳnh Nhân, có một loại sợ hãi từ trong ra đến ngoài. Anh ta cũng từng nghĩ về vấn đề này, tại sao Huỳnh Nhân lại để cấp dưới Mã Bách Điền theo dõi anh ta, theo dõi chưa tính, còn rất dễ dàng bị Mã Khả Phong phát hiện. Chuyện này có ý nghĩa gì sao? Chẳng lẽ là... Mã Bách Điền bỗng nhiên hiểu ra gì đó, cả người chấn động. Đúng vậy. Huỳnh Nhân cười nhạt. Những người theo dõi anh chỉ là cố ý để anh phát hiện, vì muốn truyền đạt một loại thông tin giả dối tôi muốn cướp phiếu bầu, để anh tức giận, sau đó là cảnh giác.
nếu bốn phía anh lúc nào cũng có người giám sát, giành đồ của anh thì anh sẽ làm gì? Thiên Việt Bân lẩm bẩm tự nói. Tôi sẽ cảm thấy sợ hãi, một phút cũng không dám thả lỏng cảnh giác. Đúng vậy, anh ta tức giận, đồng thời cũng cảm giác sợ hãi, nhưng rất nhanh anh ta lại phát hiện người của Mã Bách Điền chỉ dám thị chứ không làm chuyện gì khác người cả. Huỳnh Nhân bình tĩnh phân tích. Nhưng anh ta cũng không bởi vậy mà thả lỏng cảnh giác, ngược lại càng ngày càng nghi ngờ tôi có cách nào thật sự có thể cướp đi đồ trong tay mình, cho nên, anh ta kêu người của mình mua một cái tủ mật mã ngân hàng dùng, đặt toàn bộ phiếu bầu vào. Văn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có giọng nói bình tĩnh của Huỳnh Nhân. Anh cho rằng anh mua tủ mật mã sẽ không thể có lỗ hổng, cho nên gọi điện thoại lại đây ra oai khiêu khích, nhưng phản ứng của tôi vẫn ngoài dự đoán, lúc này anh cảm thấy, tôi còn có biện pháp nào lấy được phiếu bầu từ tủ mật mã nữa. Lúc này, anh sẽ cho rằng tôi là thùng rỗng kêu to, quyết định không để ý, từ lúc này trở đi, thần kinh căng chặt rốt cuộc được thả lỏng. Nói tới đây, Huỳnh Nhân nhìn thẳng vào mắt Mã Khả Phong, hét lớn một tiếng. Cuộc đánh cược này, anh cảnh giác 99% thời gian, chỉ có ở một giây cuối cùng một khắc thả lỏng cảnh giác, nhưng chính ở thời gian ngắn ngủi này cũng đủ để tôi xoay chuyển toàn bộ thế cục. Thình thịch, nghe xong tất cả lời nói, hai chân Mã Khả Phong mềm nhũn, thất hồn lạc phách quỳ gối trước mặt Huỳnh Nhân. Chương 300, khách quý của thương hội. A, à, trong văn phòng yên lặng như chết, đột nhiên truyền ra tiếng hét tuyệt vọng của Mã Khả Phong. Anh ta nắm chặt đầu tóc của mình, đồng tử giãn to nhưng không có tiêu cự, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Từ thiên đường rơi xuống đến địa ngục, cực hỉ cực bi cũng chỉ như thế. Mã Bách Điền và Thiên Việt Bân cũng không thể tưởng tượng được nhìn Mã Khả Phong quỳ trên mặt đất kêu gào, cuối cùng đồng thời nhìn Huỳnh Nhân vẫn rất bình tĩnh, không nhịn được dùng mình. Hàn Chính Thiên đứng ở bên cạnh cũng nhìn sâu Huỳnh Nhân một cái, không thể bình tĩnh. Người thanh niên này, quả thực quá mức khủng bố. Tâm tư kín đáo đến loại trình độ này, làm cho ông cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Trận đánh cuộc này để cho cảm thấy kinh khủng ở chỗ, lúc tất cả mọi người cho rằng Mã Khả Phong sẽ thắng lợi, ngay cả chính anh ta, 5 phút trước cũng cảm thấy như vậy. Nhưng mà, sự thật lại là từ lúc bắt đầu đánh cuộc, anh ta đã hoàn toàn đã không cơ hội thắng, anh ta chỉ là một quân cờ Huỳnh Nhân sắp xếp vào để làm áo cưới mà thôi. Được rồi, nếu anh thua, vậy, mời anh thực hiện kết quả đánh cuộc. Huỳnh Nhân cười với Mã Khả Phong, làm tư thế mời. Mã Khả Phong đột nhiên đứng lên, quay đầu lại nhìn về phía Hàn Thiên Chính. Lão Hàn, cái này có coi như phạm quy không, trực tiếp đoạt lấy từ tay tôi. Huỳnh Nhân cười khẩy một tiếng. Mã Khả Phong, đã tới mức này rồi anh còn chưa từ bỏ ý định à? Hàn Thiên Chính cũng lắc đầu. Đánh cuộc chưa thiết lập quy củ, cho dù hai bên lợi dụng thủ đoạn gì, chỉ lấy kết quả phân thắng thua. Lời này vừa nói ra đã chặt đứt cơ hội chuyển bại thành thắng của Mã Khả Phong, sắc mặt của anh ta trở nên tái nhợt. Mã Bách Điền và Thiên Việt Bân nhìn nhau, đều nhẹ nhàng thở ra, trên mặt hiện lên một loại cảm giác đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Ở trong mắt bọn họ, trận đánh cuộc này quá mức kích thích, vừa rồi thời điểm tuyên bố kết quả, suýt chút nữa trái tim của bọn họ đã ngừng đập. Sắc mặt Mã Khả Phong lúc đỏ lúc trắng, đột nhiên biểu cảm chợt trở nên dữ tợn, Huỳnh Nhân. Cho dù cậu dựa vào thủ đoạn để thắng tôi, nhưng cậu cảm thấy tôi thật sự sẽ giao vị trí chủ tịch tập đoàn Cự Phong cho cậu à? Huỳnh Nhân thu lại biểu cảm trên mặt, đôi mắt lóe lên sự sắc bén. Anh không giao. Tôi đã ở tập đoàn Cự Phong nhiều năm, ăn sâu bén rễ, sao có thể giao ra? Sắc mặt Mã Khả Phong âm trầm, sát khí đầy người. Nhanh chóng mang theo người của cậu cút ra khỏi nơi này, nếu không, tôi để các người không sống được đi ra. Anh dám. Muốn chết. Sắc mặt Mã Bách Điền trầm xuống, nhanh chóng đi đến bên người Huỳnh Nhân. Trong mắt Thiên Việt Bân cũng hiện lệ khí. Mặt Hàn Thiên Chính không biểu cảm nhìn cảnh này, không ngoài ý muốn với hành vi chó cùng rứt dậu của Mã Khả Phong, nhưng ông ta không nhịn được nhìn về phía Huỳnh Nhân, muốn nhìn xem người thanh niên này rốt cuộc có biện pháp nào đối phó. Huỳnh Nhân cười khẩy. Tôi nghĩ anh còn chưa rõ ràng tình huống, tôi nói thực hiện đánh cuộc, không chỉ muốn anh cút khỏi tập đoàn Cự Phong. Mà còn muốn anh để lại một chân. Lời này càng khơi dậy sát ý của Mã Khả Phong, anh ta lạnh lùng nói. Không rõ ràng tình huống chính là cậu, nơi này là địa bàn của tôi, cậu còn có thể đánh tôi ở chính địa bàn của tôi à? Bộp bộp. Nói xong, anh ta vỗ tay hai cái, trong nháy mắt, rất nhiều vệ sĩ cơ thể cao lớn chắc nịch vọt vào, vây toàn bộ đám người Huỳnh Nhân ở trong. Súng ống trong tay chỉ thẳng vào đầu Huỳnh Nhân.
không khí trở nên nguy hiểm, tràn ngập mùi thuốc súng. Mã Khả Phong, đây là quý nhân của tôi, cậu dám ra tay với ngài ấy. Mã Bách Điền lập tức tiến lên một bước, vẻ mặt tức giận nhìn Mã Khả Phong. Quý nhân, Mã Bách Điền, lúc nào thì phẩm vị của anh trở nên thấp như vậy? Trong mắt Mã Khả Phong nồng đậm trào phúng, khinh thường nói. Một thằng ở rể chỉ biết chơi trò xiếc cũng được anh tôn trở thành quý nhân. Nhưng khi anh ta nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của Mã Bách Điền, chợt cười một cách quái lạ. Thôi được, Mã Bách Điền, nếu anh để ý tên rác rưởi kia như vậy, không bằng để anh thay cậu ta chịu đựng đau đớn đi. Cạch! Vừa dứt lời, súng trong tay những tên vệ sĩ kia chỉ thẳng về phía đầu Mã Bách Điền. Mã Bách Điền run lên, nhưng nghĩ đến đứa con gái mình còn chưa gặp mặt, anh ta lại trở nên bình tĩnh. Quay đầu nhìn Huỳnh Nhân vẫn đang bình tĩnh. Ngài Huỳnh, ngài mau rời khỏi nơi này, thay tôi chăm sóc con gái của tôi. Nói xong, dứt khoát bước tới chỗ bọn vệ sĩ. Mã Khả Phong giật mình nhìn Mã Bách Điền, từ trên mặt anh ta, Mã Khả Phong thấy được một loại quyết tâm khẳng khái chịu chết. Xin lỗi, tôi từ chối. Nhưng Huỳnh Nhân lại bình tĩnh trả lời. Mã Bách Điền run lên, quay đầu kinh ngạc nhìn Huỳnh Nhân. Loại chuyện này, không phải nên để người làm ba như anh làm ư? Tại sao lại để tôi tới làm? Trên mặt Huỳnh Nhân vẫn nở nụ cười. Vả lại, có tôi ở đây, anh còn có thể chết được chắc. Ngài Huỳnh. Mã Bách Điền cay cay đầu mũi, hơi dừng lại, rồi tiếp tục đi đến phía trước. Mã Khả Phong sửng sốt, sau đó khinh thường cười to. Một tên ở rể ngốc không tiền không thế tới cửa, đâu ra năng lực giữ gìn Mã Bách Điền. Huỳnh Nhân hài hước cười. Tôi không có năng lực này, nhưng ông ta có. Nói xong, anh duỗi tay chỉ về phía Hàn Thiên Chính. Tôi. Sắc mặt Hàn Thiên Chính thay đổi. Đúng vậy. Huỳnh Nhân lạnh lùng cười. Ông là công chứng viên của lần đánh cuộc này, ông có tư cách khiến kẻ thất bại thực hiện nghĩa vụ, ông không ra tay ngăn lại thì ai tới ngăn. Khách quý của Thương hội Hồng Ưng phải giữ lời. Lời cuối cũng đã biến thành uy hiếp trắng trợn. Sắc mặt Mã Khả Phong lập tức thay đổi. Lão Hàn, đừng nghe lời anh ta. Nhưng Hàn Thiên Chính lại im lặng thật lâu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Huỳnh Nhân. Ông ta là khách quý của Thương hội Hồng Ưng, nhưng người thanh niên này lại không thèm để ý, khí thế trên người còn mạnh mẽ hơn. Hàn Thiên Chính không xác định được, đây là thùng rỗng kêu to hay thật sự không sợ hãi. Lão Hàn, Mã Khả Phong lại cắn răng hô to một tiếng. Câm miệng cho tôi. Hàn Thiên Chính đột nhiên kêu lên, quay đầu lại lạnh lùng nhìn Mã Khả Phong. Bảo người của cậu lui ra. Lão Hàn. Mã Khả Phong đầy mắt không thể tưởng tượng, cắn răng nói. Ông nhẫn tâm nhìn tôi bị đuổi ra à? Khuôn mặt Hàn Thiên Chính hiện vẻ tức giận. Trước đó tôi có nhắc nhở cậu, đừng xem thường người ta, kết quả thì sao? Nếu thua, đã dám đánh cuộc thì phải dám chịu thua. Thấy sắc mặt Mã Khả Phong âm trầm không nói lời nào, Hàn Thiên Chính lại hét lớn một tiếng. Còn không mau dựa theo lời tôi nói. Nếu không đừng ép tôi ra tay với nhà họ Mã. Thà rằng tin là có nhưng cũng không thể tin là không, sự an toàn của nhà họ Mã và vị trí khách quý của mình, Hàn Thiên Chính không do dự lựa chọn vế sau. Sắc mặt Mã Khả Phong tái nhợt, nếu bởi vì chuyện này mà liên lụy đến toàn bộ nhà họ Mã, như vậy ông của anh ta không đánh chết anh ta mới lạ. Cân nhắc một lát, Mã Khả Phong chỉ có thể đồng ý, cắn răng nói. Lui ra đi. Vệ sĩ nhà họ Mã do dự một chút. Cuối cùng vẫn rút đi như thủy triều. Toàn bộ vệ sĩ lui xuống, sắc mặt Mã Khả Phong xanh mét. Bây giờ có thể đi rồi chứ? Nói xong định ra khỏi văn phòng. Giọng nói của Huỳnh Nhân lại vang lên. Tôi để cho anh đi chưa? Còn một chân của anh đâu? Sắc mặt Mã Khả Phong lập tức thay đổi. Huỳnh Nhân, cậu đừng có được voi đòi tiên. Hàn Thiên Chính cũng nói. Cậu trai, khoan dung độ lượng, coi như nể mặt tôi, thôi bỏ đi. Vốn tưởng rằng với thân phận khách khanh của Thương hội Hồng Ưng, Huỳnh Nhân nhất định sẽ có chút kiêng kỵ, nào biết Huỳnh Nhân lại là liếc xéo ông ta một cái. Lão già, có chỗ cho ông nói chuyện à? Cậu! Hàn Thiên Chính trợn mắt nhìn Huỳnh Nhân, tức giận đến cơ thể đều đang run rẩy. Huỳnh Nhân không để ý đến, mà quay đầu lại nhìn về phía Mã Bách Điền. Thời khắc báo thù tới rồi, một chân của anh ta thuộc về anh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 300.